Dạ, xin mến chào quý vị khán giả nha. Chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Kể Chuyện Ngọc Family Channel. Lời nói đầu tiên xin chào mến chúc sức khỏe và chúc quý vị một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Thì ngày hôm nay em xin phép bật mí cho quý vị biết được một cái bí mật động trời. Cái cách để mà dụ một người phụ nữ hay còn gọi là một người đàn bà đã có chồng nốn lừng lên giường cực dễ mà ai cũng làm được. Thì chỉ cần làm theo bốn cách này thôi thì các anh có thể chiếm lấy được trái tim và rước nàng về dinh luôn nha quý vị. Có chồng thì mặc có chồng, có chồng thì anh vẫn anh bẩm anh bồng anh thương. Anh thương em là bởi vì em đã có chồng. Câu nói nghe nó có cái gì đó sai sai quý vị. Tại vì một người phụ nữ đã có chồng rồi mà bây giờ mình yêu cô ấy là đã sai rồi. Mà bây giờ mình muốn chinh phục cô ấy đâu phải là dễ quý vị. Tại vì á, con gái á, hay là đàn bà phụ nữ đã có chồng á, thì đều chinh phục vô cùng khó. Khó nhưng không phải là không có cách. Đã là một người đàn ông rồi thì đôi khi á, trong tình cảm mình lỡ mình yêu cái người phụ nữ này mà cô ấy đẹp quá mà cô ấy đã có chồng rồi thì phải làm sao đây quý vị. Có chồng thì kệ đi, bây giờ tình yêu mà nó đâu có thể phân biệt được lý trí, đâu có thể nào biết đúng là sai, chỉ biết yêu và yêu thế thôi. Nhưng một số người đàn ông lại nói rằng bây giờ khó quá à, anh thương em nhưng em có chồng có con rồi, nhưng mà bây giờ anh lỡ anh thương quá, anh nhớ quá rồi chịu không nổi luôn, thì bây giờ phải làm sao đây. Có một số người lại bỏ cuộc, một số người lại yêu đơn phương, yêu trong đây cay đắng, yêu trong đau khổ. Thì bây giờ em xin phép bật mí bốn cái cách để dụ một người đàn bà đã có chồng nốn lừng ha. Rất dễ luôn, các anh nên thử làm một lần ha, trước khi mình từ bỏ cái ý định là mình sẽ không dám chinh phục cô ấy. Đã là một người đàn ông thì mình cứ thử một lần xem sao, biết đâu được cái cơ hội thành công rất cao. Thì ngày hôm nay em xin phép bật mí cái bí mật này để quý anh gọi là có thể là nắm lấy cái tuyệt chiêu này để áp dụng ngay ha, làm ngay làm liền luôn, ai cũng có thể làm được hết. Nhưng một số người lại nói rằng đây là một cái video nó không có đạo đức. Thưa quý vị, một người đàn bà đã có chồng, mình cũng có quyền mang đến hạnh phúc cho cô ấy. Nếu như cô ấy không hạnh phúc với cuộc hôn nhân hiện tại, cô ấy có quyền bước ra khỏi cuộc hôn nhân và tìm một người thứ ba. Và nếu như các anh mang đến tình yêu cho cô ấy, mang đến hạnh phúc cho cô ấy thì không có gì là đạo đức với không đạo đức quý vị ơi. Đây là một video mang tính chất tham khảo, rất tuyệt, rất hay dành cho các anh đã và đang yêu cô nàng đã có chồng. Thôi bây giờ em không làm mất thời gian quý vị nữa. Thế thì bốn cách để chinh phục một người phụ nữ, một người đàn bà đã có chồng nốn lừng lên giường cực dễ luôn. Thứ nhất á, là mình sẽ thí dụ một ngày nào đó các anh ở kế bên nhà hàng xóm đi, mình là một người đàn ông mà mình thấy phụ nữ đẹp, con gái thì đẹp á, thì mình đâu có kìm lòng được thì trái tim mình có rung động, mà rung động ngay cái cô nàng đã có chồng mới chết chứ. Thì mình thay vì mình cứ đứng từ xa mình nhìn thì mình hãy làm bạn với cô ấy đi. Các anh hãy tìm cái thời cơ, thời điểm thích hợp để làm bạn với cô nàng. Canh những lúc chồng người ta đi làm nha quý vị. Mình có thể tiếp xúc, mình nói chuyện với tư cách là một người hàng xóm, một người bạn đồng nghiệp. Thì mình hãy nói với cô ấy những cái lời mà mình gọi là một người bạn, dành cho một người bạn vậy đó. Mình phải làm bạn với cô ấy trước. Từ cái tình bạn thân nó mới chuyển sang tình yêu. Thứ nhất là mình sẽ làm bạn từ sự thấu hiểu. Ví dụ như những lúc cô ấy buồn, cô ấy có những cái chuyện không vui trong cái chuyện của cái đời sống vợ chồng đi, thì cô ấy cần một người tâm sự. Thì bạn hãy là một người mà gọi là một người bạn thân thiết nhất. Làm sao để trở thành một người bạn thân thiết nhất đây? Thì các anh hãy giống như là mình cứ tìm cái thời cơ thích hợp. Những lúc mà chồng của người ta đi vắng thì các anh hãy nói: em biết không, anh có cái nghề sửa điện sửa nước nè, mà anh rất là thích giúp đỡ phụ nữ. Em mà chồng em có đi vắng á, thấy không, mà điện nước nhà em nó có hư, có cúp điện á, thì cứ hú anh tiếng, anh sửa mấy cái này giỏi lắm mày, em yên tâm đi, anh làm phi cho, miễn phí, không lấy tiền đâu, đừng lo. Thì cô ấy sẽ rất là vui khi mà có một người đàn ông tốt bụng, lúc nào cũng muốn ra tay để giúp đỡ mình. Và khi đó, bước thứ hai, mình sẽ bắt đầu mình tìm những cái ngày lễ 8 tháng 3 hoặc là ngày lễ quốc tế phụ nữ hay là ngày happy birthday sinh nhật á, thì mình sẽ canh những cái ngày đó để mà mình tặng cho cô ấy một món quà.
Các anh nhớ chuẩn bị cái món quà nào cho nó độc lạ mà nó giá trị. Để làm chi? Để mình lấy được cái tình cảm của cô ấy. Một người phụ nữ dù đẹp hay là như thế nào, có chồng hay không chồng không quan trọng, hầu hết người ta đều thích quà. Mà quà càng giá trị thì càng chiếm được trái tim. Nhưng không phải là quà không giá trị thì không có giá trị. Có nghĩa là có quà là vui rồi. Có quà, dù quà có lớn hay nhỏ thì cũng là cái niềm vui, mà cũng là cái tấm lòng mà các anh mang đến cho cô nàng. Thì bất cứ một người phụ nữ nào cũng sẽ đều vui sướng khi nhận được những cái món quà đó. Thì cái ngày sinh nhật của cô ấy, nhiều khi chồng cổ lấy cổ mấy năm rồi, nhiều khi quên ngày sinh nhật, không còn quan tâm. Bởi vì người đàn ông khi mà họ chưa có vợ đó, họ muốn chinh phục cái cô nàng thì họ nhớ ngày sinh rồi họ tặng quà tùm lum tùm la hết, ga lăng đủ thứ hết. Nhưng tới khi mà đã về chung một nhà rồi thì hầu như cái tình cảm nó lợt lạc, nó không còn yêu mặn nồng như ban đầu nữa. Và thậm chí anh ấy sẽ có đôi phần sẽ quên đi cái ngày sinh nhật của cái cô vợ mình. Và các anh hãy là người đến bên cạnh và gửi cho cô ấy những cái món quà mà gọi là: thôi anh thấy bữa nay là sinh nhật của em, anh muốn tặng cho em một cái món quà này, hy vọng rồi em sẽ nhận món quà và em đừng có ngại, cứ xem như là anh là một người bạn, anh rất là vui làm người bạn thân thiết với em, anh tặng quà cho em đừng có ngại. Thì cô ấy sẽ cảm động và nhận cái món quà ấy. Khi mở ra thì trời ơi, một cái món quà, một cái chiếc iPhone mới mắc tiền, một cái bộ trang điểm hay là một cái nước hoa gì đó, thì tất cả mọi thứ đều là những cái gì mà người phụ nữ họ thích đó. Mình cứ lựa những cái món quà nào cô ấy thích nha quý vị. Bước thứ tư, bước thứ ba chứ quên, là mình sẽ tâm sự giống như là một người bạn thấu hiểu cô ấy, giống như là gọi là tri âm tri kỷ đó quý vị. Mình hãy dùng những cái lời lẽ ngon ngọt để mà mình nói với cô nàng. Người ta nói là mật ngọt chết ruồi, cho nên là trong cái tình cảm, dù là tình bạn hay là tình yêu, thì đôi khi những cái lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Những lúc cô ấy ho, cô ấy bệnh, cô ấy cảm, mình nghe cái giọng nói thì mình biết, thì ngay lập tức các anh hãy quan tâm. Đó, cái bước thứ ba này á, là túm lại là cái sự quan tâm dành cho cô nàng. Là những cái lúc đó đó, cô nàng rất cần được ai đó quan tâm và giống như mua cho mình một cái liều thuốc cảm hay gì đó. Thì người chồng không có bao giờ quan tâm. Thậm chí là có những anh chồng quan tâm vợ, nhưng cái trong trường hợp này, cô vợ này cổ thiếu sự quan tâm của người chồng rất nhiều luôn. Nào là quên tặng quà, nào là không quan tâm hỏi han bằng những cái tin nhắn. Thì các anh hãy là người thay thế chồng cô ấy làm những cái việc đó, quan tâm vợ người ta và đưa những cái lời tin nhắn nói rằng: sao bữa nay anh thấy em không có được khỏe sao á, em hay ho vậy, anh có quen một cái người bạn làm bác sĩ có những cái loại thuốc rất là tốt dành cho cảm ho rất là hay, để anh gửi cho em đừng có ngại, cứ xem anh là một người bạn. Ngay lập tức cô ấy sẽ đưa lên bàn cân so sánh, tại sao chồng của mình không có được mấy cái này, không có quan tâm mình, trong khi đó cái anh bạn này ảnh là quan tâm mình hết mức như vậy. Từ từ tình cảm của cô ấy sẽ nghiêng về bạn, nhưng gọi là chênh lệch á, dạng như đang so sánh chồng của cô ấy với bạn vậy đó. Và cái bước cuối cùng là cái bước thứ tư. Các anh đừng ngần ngại, đừng chần chờ gì hết. Nếu như một mai, một ngày đẹp trời, bỗng nhiên thấy vợ chồng cô ấy lục đục cãi nhau, cô ấy tâm sự với bạn và nói rằng vợ chồng có những lúc không phải lúc nào cũng ngọt ngào, lúc nào cũng yêu thương, mà đôi khi cũng có những lúc gây nhau, những lúc mà cơm không lành, canh không ngọt đó. Một người phụ nữ họ rất là nhạy cảm. Người đàn ông trong cái tình huống này, có những người kiềm chế được cơn nóng giận, nhưng cô này ở trong cái hoàn cảnh này có một người chồng, lúc mà cãi nhau là cứ dành cái tôi về mình gia trưởng, và không có nghe cô vợ nói, và không bất cứ gì anh ta cũng cho anh ta là đúng hết, và dùng những cái lời lẽ làm cho cô ấy tổn thương. Và khi đó người phụ nữ họ rất là nhạy cảm về cái mặt lời nói, cô ấy sẽ buồn và cô ấy rất cần ai đó tâm sự. Bạn hãy là một người đàn ông bước vào trong cuộc đời của cô ấy và nói rằng: em ơi, anh thấy sao vợ chồng của em cứ cãi nhau hoài vậy? Có một người vợ đẹp và tâm lý như em, mà nếu như là anh thì anh sẽ thương hết mực luôn, không bao giờ làm cho em buồn. Tại sao chồng của em lại làm như vậy với em? Anh muốn chở em đi một nơi thật xa để em có thể quên đi cái nỗi buồn này, em có đồng ý không?
Nếu như cô nàng đồng ý thì cô nàng đã tin tưởng bạn rất nhiều, xem bạn là một người bạn. Cho nên là mình hãy lợi dụng lúc này để mình chở cô ấy đi đến một nơi thật xa, chỉ có hai người mà thôi. Mà nơi mà vắng vẻ chỉ có hai người là chỉ có vùng biển Vũng Tàu, Mũi Né, Nha Trang, Phan Thiết. Bạn hãy chở cô ấy đến đấy, và trong cái buổi đêm lãng mạn với không khí biển, tiếng sóng biển rì rầm ầm ầm, và cái màn đêm buông xuống là nơi rất lý tưởng để bạn tỏ tình. Ngay lúc này đây, lúc mà cô ấy và rạn nứt với chồng cô ấy về cái mặt tình cảm, thì bạn hãy là người thứ ba nói lên những cái tâm tư, thương nhớ, nguyện vọng của mình, nói cho cô nàng biết những cái tình cảm của bạn dành cho cô ấy. Nói rằng tùy theo mỗi người có cách nói chuyện khác nhau, nhưng đối với em thì trong tình huống này các anh hãy nói rằng anh yêu em từ lâu rồi nhưng mà không mới dám nói ra. Bởi vì nói ra đó thì anh sợ rằng á, nó là một cái gì đó phá vỡ cái hạnh phúc của em. Cho nên anh không muốn làm người thứ ba phá vỡ hạnh phúc người khác, mà anh muốn làm người thứ ba mang đến hạnh phúc cho em. Nếu như một mai em không hạnh phúc với người chồng, em có thể tìm đến anh. Anh vẫn ở đây, vẫn chờ em. Và cô ấy sẽ cảm động. Một là cô ấy sẽ ôm lấy bạn, và bạn hãy dành cho cô ấy một nụ hôn để thể hiện tình cảm của mình dành cho cô nha quý vị. Có thể là nụ hôn ngay trán thể hiện cái sự tôn trọng tình yêu, hoặc là các bạn có thể nói ra những cái tâm tư. Nếu như mà cô ấy yêu bạn, cô ấy thích bạn thì cô ấy sẽ đồng ý. Và ngay lúc này đây thì hầu như là 99% người phụ nữ sẽ ngoại tình, rất là cao luôn. Cho nên đây là một cái video rất giá trị em muốn gửi tặng đến quý vị. Và nếu quý vị thích cái video này thì xin nhớ like video, đăng ký kênh ủng hộ cho Ngọc nha. Và video này chỉ mang tính chất tham khảo, không có xúi ai làm cái gì bậy bạ dễ chân quý vị ơi. Đó, thì tùy theo người phụ nữ họ rất là thông minh. Nếu họ thương người đó thì tự nhiên họ yêu người đó, họ đi theo à. Còn mình có nói 100 mà làm có 1000 video giống như vậy thì cũng không xong nhằm nhò gì hết trơn chọi với cái cuộc tình yêu mà khi mà họ đã hạnh phúc trong hôn nhân. Đó, cho nên là cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã xem clip của em. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo nha. Xin chào.